Chào cả nhà nha. Hôm nay Sơn lại giới thiệu với mọi người một cái sốt, đấy là để nướng sườn với cả chân gà nha. Sườn nướng ở nhà ấy. Thì nguyên liệu của mình sẽ có sả này, tỏi này, hành này. Về phần gia vị thì mình sẽ có ngũ vị hương nhé, sữa này. Sữa thì ở đây Sơn dùng sữa Hoàn Hảo nhé, sa tế này, dầu hào này, chin su này, nước mắm này, với cả tiêu, đường nâu nhé, với cả mì chính nhé. Đấy, còn tiếp theo nữa là dầu mè. Để đi vào phần xay sốt thì trước tiên cái sả này các bạn xay luôn cả cái phần củ bên dưới, tại vì lát mình chỉ vắt lấy nước không thôi. Thế nên là mình sẽ xay toàn bộ từ A tới Z từ cái sả này luôn nhé. Đấy, sả mình thái nhỏ ra cho dễ xay. Sả thì mình sẽ thái nhỏ như này cho dễ xay nhé. Các bạn nếu mà ở nhà hàng các bạn mà dùng cối xay công nghiệp ấy, thì xay nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như ở nhà thì mình sẽ dùng bằng máy xay của gia đình nhé. Thì mình phải cắt nhỏ như này cho đỡ hai máy nhé. Cái tỏi thì mình cũng tương tự, mình sẽ đập dập nhỏ. Của cái này sẽ là 1 cân sả này, 200g hành, 200g tỏi nhé. Sau khi cái này thì mình sẽ cho nước mắm vào. Sau khi xay xong mình sẽ cho nước mắm vào để vắt lấy tinh dầu nhé. Để khi mình nướng nó sẽ không bị cháy ấy. Chứ còn cái này nếu mà các bạn ướp cả cái xác vào thì nó dễ bị cháy đấy. Tiếp theo đấy là hành. Hành thì mình cũng đập như tỏi. Do cối nhỏ thì mình xay ít một thôi để cho nó dễ bông ấy. Sả các bạn phải xay được như này, vắt nước nó mới dễ vắt. Đấy. Tiếp theo là tỏi nhé. Tỏi thì mình cũng xay tương tự như thế luôn nhé. Đấy nhá, sả sau khi các bạn xay xong như này nhá. Sả này, hành này, tỏi này. Thì sau khi xay xong thì mình đổ lẫn tất cả cái này vào với nhau. Đấy, để mình chuẩn bị vắt lấy nước nhé. Mình sẽ cho nước mắm vào đây để mình vắt lấy cái tinh dầu trong đây thôi. 1,4 cân thì đi với 290g nước mắm này nhá. Nam ngư nhá. Đấy, sau khi nước mắm thì cân định lượng rồi thì mình sẽ rưới đều vào đây nhé. Mình trộn đều và vắt lấy nước nhé, vắt lấy cốt nhé. Thì từ cái cốt này mình sẽ nêm thêm cái gia vị bên này vào. Lúc nãy Sơn quên giới thiệu nó có thêm thành phần đấy nữa, là dầu mè nhé các bạn nhé. Dầu mè để mình cho vào cho nó thơm ấy. Sau khi đổ nước mắm vào thì các bạn trộn đều, bóp để cho nước mắm nó thấm đều vào trong cái này. Lát nữa mình vắt thì nó lấy được tinh dầu ấy. Nếu mà các bạn làm công nghiệp thì các bạn có thể cho vào máy ép. Mình ép thì nó khô được. Nhưng mình mà vắt tay thì nó hơi khó. Mà mình để bã như này thì tính chất của nó là ngọt đấy. Nó nhanh bị cháy lắm. Nó cháy thì chân gà nó sẽ không được chín đâu các bạn. Cho lấy nước này. Lấy cốt không thôi các bạn nhé. Vắt khô luôn. Đấy, xong từ cái cốt này thì mình mới chế thêm cái gia vị bên kia vào. Nó khô như này luôn nhé. Mình sẽ để một bên này nhé. Mắm này là mắm hành tỏi sả, dòng ướp cho chân gà với cả sườn vắt khô nhé. Có thể thả cái xác này còn ít thì các bạn có thể thả luôn vào đây cũng được, nó bám lờn vờn cũng được nhé. Chứ đừng có để nó quá nhiều các bạn nhé. Nó quá nhiều là nó sẽ nhanh bị bén, nó nhanh cháy lắm. Mình sẽ cho vào đây một hộp. Theo là dầu hào nhé. Dầu hào 40g, sa tế 50g, dầu mè 7g, mì chính 100g, đường nâu 80, đường nâu nhé, đường nâu 80, nâu nhé, tiêu 10g. Sau khi mình cân được hỗn hợp gia vị thì mình sẽ cho vào đây để đun sôi lên nhé. Để nguội thì mình sẽ ướp vào chân gà dần nhé. Cái này dùng từng này mình sẽ dùng được cho 5 cân chân gà. Đó. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một gói ngũ vị hương nhé. Cái màu điều ấy, cái này thì còn màu điều, và các bạn muốn đỏ hơn nữa thì có thể cho ớt bột Hàn nhé. Nhưng mà hai cái đấy thì khi nào mình ướp chân gà thì mình mới cho, hoặc là ướp sườn mình mới cho, tại vì là
Nếu mà cho vào đây mà cất vào trong tủ ấy thì màu điều nó bị lạnh thì nó sẽ đông nhé các bạn nhé. Nó sẽ đông kết tủa thành 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 váng ấy. Nên là cái lúc mình múc sốt là mình sẽ khó tẩm ướp. Thế nên là khi mà định lượng của cái này sẽ 1 cân thực phẩm sẽ đi với 2 lạng 2 sốt này nhé các bạn nhé. Đấy, tổng thành phẩm của cái này là 1 cân 2. Đấy, để bảo quản cho được lâu thì nhỏ lửa cho khi nào sốt nó sôi nó hòa quyện vào với nhau thì mình tắt bếp, thổi quạt cho nguội và đong vào chai để mình cất vào tủ mát nhé, rồi mình dùng dần. Có cái mắm như lúc nãy mà Sơn chia sẻ thì các bạn có thể vắt một lần, vắt nhiều luôn ấy. Xong rồi mình cân tỷ lệ nhé. Thì tỷ lệ thì nó sẽ có 500 g, thì các bạn sẽ cân theo tỷ lệ của Sơn này này, 500 g nước cốt mắm nhé. Thì đi với cùng cái tỷ lệ mà Sơn vừa cho ấy. Thế nhá. Sơn cũng đã chia sẻ xong cái sốt để mình ướp cái chân gà với cả ướp sườn. Các bạn thấy hay thì đừng quên like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Sơn nha. Chào mọi người nha.